Thưa quý vị và các bạn, sau một khoảng thời gian dự kiến thi công thì đến nay đã thành hiện thực. Hình ảnh mà quý vị đang nhìn thấy đây đó là công trường thi công cầu vượt sông Đáy gần 1.500 tỷ đồng kết nối hai tỉnh Nam Định và Ninh Bình thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình và Hải Phòng. Dự án này được thực hiện theo quyết định số 17 năm 2022 QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Dự án xây dựng cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Nam Định và Ninh Bình thuộc tuyến đường bộ Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình và Hải Phòng với tổng vốn đầu tư là 1.450 tỷ đồng, có tổng chiều dài là 2 km đi qua xã Khánh Cường, Khánh Trung thuộc địa phận huyện Yên Khánh của tỉnh Ninh Bình và 3 xã Nghĩa Châu, Nghĩa Trung và Nghĩa Thái thuộc địa phận huyện Nghĩa Hưng của tỉnh Nam Định. Dự án xây dựng cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Nam Định và Ninh Bình thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng với tổng chiều dài là 2 km. Thì dự án này sẽ giúp liên kết 4 tỉnh và giúp phát triển kinh tế, và cái việc rút ngắn thời gian của bà con di chuyển sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Trên hình ảnh đây, quý vị và các bạn có thể thấy được công trường phía bên huyện Yên Khánh đã có rất nhiều những cái lán trại để cho công nhân ở, và việc thực hiện công trình này chắc chắn sẽ làm một cách tích cực, nhanh chóng. Có rất là nhiều những công trình được xây dựng liên kết vượt sông và hiện nay đang làm chậm trễ, nhưng với công trình này thì Gió Biển tin tưởng rằng với quy mô và cái việc thực hiện rất là nhanh chóng như thế này thì chắc chắn công trình này sẽ làm gấp rút trong một cái khoảng thời gian sớm nhất. Theo thiết kế, dự án có quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế là 100 km/h, gồm các hạng mục cầu vượt sông dài khoảng 1,36 km với mặt cắt ngang cầu rộng 19,5 m, được dẫn dài khoảng 0,64 km, rộng 19 m và các nhánh đoạn từ km 17 300 đến km 17 495,5 trên tuyến đường cao tốc và hai nhánh nút giao thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình. Đoạn từ km 18 856 đến km 19 300 trên lý trình cao tốc và hai nhánh nút giao thuộc địa phận tỉnh Nam Định. Hạng mục cầu vượt sông Đáy tại km 18 116 lý trình đường cao tốc Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng. Cầu gồm 29 nhịp, trong đó cầu nhịp chính gồm 3 nhịp liên tục dầm hộp bê tông cốt thép, dự ứng lực đúc hẫng cân bằng, sơ đồ 80 cộng 130 cộng 80 m. Cầu dẫn vượt đê hữu sông Đáy phía Ninh Bình gồm 3 nhịp liên tục dầm hộp bê tông cốt thép, dự ứng lực sơ đồ là 46 cộng 70 cộng 46 m. Các nhịp dẫn còn lại dùng kết cấu dầm Super T bê tông cốt thép dự ứng lực. Phía tỉnh Ninh Bình kết nối với đường Bái Đính Kim Sơn bằng hai nhánh với quy mô nền rộng là 12 m. Về phía tỉnh Nam Định, tuyến giao vượt khác với mức quốc lộ 37B và giao khác mức liên thông với tuyến đường tỉnh lộ 490C kết nối bằng hai đường nhánh quy mô nền rộng là 8 m. Dự án do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng tỉnh Nam Định làm chủ đầu tư. Dự án xây dựng cầu vượt sông Đáy kết nối các tuyến giao thông quan trọng của hai tỉnh Ninh Bình và Nam Định, từng bước hoàn thiện tuyến đường bộ cao tốc từ Ninh Bình đến Hải Phòng, tuyến CT08, đồng thời tăng cường tính liên kết nội vùng và liên vùng khu vực đồng bằng sông Hồng, giảm tải cho hệ thống giao thông hiện có, rút ngắn khoảng cách và thời gian di chuyển
cho người tham gia giao thông, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Để dự án triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định đã đề nghị tỉnh Ninh Bình tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ sở, ban ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, thực hiện đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan trong quá trình thực hiện dự án. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Hưng tập trung chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền vận động, giải thích để nhân dân hiểu rõ về lợi ích của dự án, qua đó ủng hộ, đồng thuận trong các công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo đúng tiến độ dự án. Dự án này sau khi hoàn thành sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, rút ngắn thời gian và quãng đường di chuyển từ khu vực phía nam của ba tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình đi Hải Phòng và ngược lại, sẽ tiết kiệm chi phí lưu thông và là động lực thu hút đầu tư, thu hút nguồn nhân lực, tạo việc làm cho người lao động, tạo điều kiện phát triển cho kinh tế địa phương và khu vực.